Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Sau một ngày bùng nổ với Kazuha thì hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một số cái thông tin mới và sự kiện mới. Đầu tiên là chúng ta có sự kiện hội thao bóng bằng bằng, khiêu chiến đánh bóng pháo đài bóng Dodo. Ôi, cái tên hơi khó để đọc. Mình sẽ tường thuật lại cái sự kiện cũng như là cách chơi cho mọi người nhé. Thời gian sự kiện sẽ là vào ngày mùng 2 tháng 7 cho đến ngày 12 tháng 7. Hôm nay là ngày 30 rồi, tức là 2 ngày nữa. Điều kiện tham gia là hàng mạo hiểm lớn hơn hoặc bằng 21. Cách chơi như sau. Ở cái sự kiện này thì các bạn có thể khiêu chiến đơn hoặc là khiêu chiến đội. Khiêu chiến đơn thì chơi một mình, còn khiêu chiến đội thì sẽ là chơi khi mà trong đội có 2 người. Mình nhớ không nhầm là chỉ được chơi 2 người thôi, không thể chơi 3 người hoặc 4 người nhá. Cái sự kiện này thì nó tương tự như là cái đánh bóng mà lần trước chúng ta hay đánh để mở rương ở trong quần đảo táo vàng ấy. Tức là cái pháo đài Dodo nó sẽ bắn bóng ra và các bạn sẽ đánh nó ngược về khiến cho nó mất máu. Đây thì trong thời gian chỉ định, cố gắng đánh bại càng nhiều pháo đài bóng Dodo sẽ nhận được điểm càng cao. Dựa vào thời điểm khiến Dodo đánh bóng sẽ được phán đoán là đánh trả thường hay là đánh trả hoàn mỹ. Trong đó thì đánh trả hoàn mỹ sẽ gây sát thương cao hơn. Đánh trả hoàn mỹ như thế nào thì các bạn có thể thấy ở đây. Đó là khi mà các bạn đánh mà nó xuất hiện cái này này. Đấy, nó giống như là pháo hoa ấy. Thì tí nữa ở phần dưới mình sẽ chỉ cho các bạn sau. Khi pháo đài bị đánh trả sẽ tích lũy điểm thịnh nộ. Sau khi điểm thịnh nộ đầy, pháo đài bóng sẽ vào cơn thịnh nộ và trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tăng tần suất bắn bóng và có tỷ lệ bắn ra bóng bằng bằng, loại đặc biệt cao hơn. Bóng bằng bằng à? Đây thì các bạn có thể thấy là cái điểm thịnh nộ đây. Khi mà cái điểm này đầy thì nó sẽ rơi vào cái trạng thái cơn thịnh nộ. Một số pháo đài bóng Dodo có thể tạo ra khiên phòng thủ. Khi pháo đài ở trong trạng thái có khiên bảo hộ, đánh trả bóng bằng bằng sẽ không gây sát thương. Khiên chỉ bị phá khi đánh trả bằng đòn đánh hoàn mỹ. Các bạn có thể thấy này, mình sẽ phân tích một chút nhá. Thì khi mà cái bóng nó rơi ra về phía sau người ấy, đấy, thì sẽ là đánh trả hoàn mỹ. Còn khi mà các bạn đánh kiểu sớm quá, đánh sớm quá thì nó sẽ là đánh thường. Các bạn hiểu không? Đấy, các bạn để ý này, bóng nó sẽ ra sau người một chút. Như vậy thì sẽ là đánh hoàn mỹ. Trong khiêu chiến có thể xuất hiện bóng bằng bằng và quả thần kỳ với hiệu quả khác nhau. Tránh những hiệu quả xấu của bóng bằng bằng và tận dụng triệt để các đặc tính của quả thần kỳ để giúp khiêu chiến thuận lợi hơn. Đây thì chúng ta có các loại bóng như sau. Bóng lảo đảo này. Bóng bằng bằng dơ bẩn, khi bị đánh trúng mà không thể đánh trả được sẽ xuất hiện bụi cản trở tầm nhìn. Bóng đơn giản. Bóng bình thường, hay đánh thật mạnh vào pháo đài bóng. Ok, bóng lạnh lẽo này. Khi bị đánh trúng mà không thể đánh trả được, nhân vật sẽ chịu ảnh hưởng của nguyên tố băng, hành động cũng trở nên chậm chạp. Cái này thì nhìn qua thì cũng hiểu rồi. Bóng phong hỏa, dùng nó tấn công vào pháo đài bóng sẽ gây sát thương mạnh hơn. Bóng ồn ào. Ôi, nhiều loại bóng thế nhở. Bóng hấp dẫn, sau khi đánh trả pháo đài bóng sẽ liên tiếp phóng ra 3 quả bóng ma thuật. Bóng siêu vẹo. Bóng ma thuật đúng nghĩa ngay cả người ném bóng cũng khó mà ném được, với quỹ đạo bay cong không thể đoán trước. Ôi, quả này nó buồn cười thế nhở. Cái này thì khi mà nó ra mắt thì mình nghĩ là chơi cũng khá là hay đấy. Quả thần kỳ. Đây có lẽ là các loại tăng thêm sức mạnh cho chúng ta. Quả ào ào, trong thời gian ngắn sau khi nhặt sẽ tăng tốc độ di chuyển của nhân vật. Quả phẫn nộ, nhặt sẽ tăng phẫn nộ hoặc kéo dài thời gian phẫn nộ của pháo đài. Cái này thì hạn chế nhặt nhá. Quả ping pong, trong thời gian ngắn sau khi nhặt, khiên Dodo sẽ tự động đánh trả bóng bằng bằng. Cái này có lẽ là cũng không nên nhặt, tại vì là khi chúng ta bắn vào mà nó đánh trả về phía chúng ta thì nó là tốt hay xấu nhở? Mình nghĩ là xấu đấy. Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến tương ứng có thể nhận bánh răng thần bí. Nhà lữ hành có thể dùng cái này để đổi các vật phẩm quý giá trong cửa hàng sự kiện, thì cái này nó tương tự như là các sự kiện bình thường thôi. Sau khi kết thúc sự kiện, bánh răng thần bí hiện có sẽ tự động biến mất, đồng thời thì cửa hàng sự kiện liên quan cũng sẽ đóng, hãy nhớ đổi kịp thời nhá. Ok, thì cái thời gian đổi nó sẽ là kéo dài hơn là cái thời gian sự kiện. Ở đây mình có thấy là phần thưởng là 60 nguyên thạch. 60 nguyên thạch hình như là mỗi ngày à? Mình nghĩ nó phải nhiều hơn chứ đúng không? Tại vì là nó sẽ mở liên tục các ngày sau le với nhau. Ở đây trong cửa hàng thì mình có thấy là phần thưởng là 60 nguyên thạch này, danh thiếp này và sách thiên phú này. Khá là nhiều đấy. Ok, thế là cũng hết luôn. Đó chính là toàn bộ nội dung của cái sự kiện này. Nó cũng khá là đơn giản thôi mọi người. Tiếp theo thì chúng ta hãy chuyển qua xem một số cái thông tin về buổi tọa đàm với nhóm phát triển của ngày 30 tháng 6. Ở đây thì nhà lữ hành sẽ đặt một số câu hỏi và nhà phát hành Miozo sẽ trả lời cho chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ tường thuật lại cho mọi người nhé. Câu hỏi đầu tiên đó là có thể dịch chuyển giữa các đảo ở trong động tiên thì tốt biết mấy. Câu trả lời, ở phiên bản tiếp theo,
Trong động tiên, nhà lữ hành có thể đổi đồ trang trí, điểm dịch chuyển bên ngoài để dịch chuyển. Sau khi đặt điểm dịch chuyển bên ngoài, nhà lữ hành có thể dùng nó để đi lại thuận tiện giữa các nơi của động tiên. Sau này, nhà lữ hành sẽ có thể dễ dàng ngắm nhìn phong cảnh của các khu vực khác nhau trong động tiên của mình. Ok, cái này rất là tốt, tại vì là hiện tại cái khoảng cách giữa các đảo nó khá là xa. Nếu như các bạn chỉ chạy bộ thì mình thấy là đi khá là lâu, với lại lười nữa. Câu hỏi thứ hai, khi nào Paimon có thể vào trong ấm trần ca nhỉ? Tôi muốn nhìn thấy Paimon ở trong gia viên. Câu trả lời, trong sổ tay của nhóm phát triển đã ghi lại rồi đó. Trong phiên bản tiếp theo, Paimon cũng có thể vào ở trong ấm trần ca rồi. Ôi, cái này rất là hay nhá. Dành cho những ai muốn gặp Paimon nhiều hơn nhá. Câu hỏi thứ ba, có thể tự chọn ủy thác mỗi ngày và một ngày trước khi tiến hành ủy thác, hoặc có thể chọn khu vực xuất hiện, Mondstadt hay là Lizue, cũng rất tuyệt. Ngày nào cũng là một bước nhỏ của Helichuk, thành tựu thì ca Helichuk gì đó, khi nào mới có thể hoàn thành vậy? Câu trả lời, trong phiên bản tiếp theo sẽ có thêm tính năng mới. Lựa chọn khu vực trong nhiệm vụ ủy thác, nhà lữ hành có thể chọn khu vực muốn nhận ủy thác, ví dụ như Mondstadt, Lizue. Sau khi chọn, trong ngày nhận nhiệm vụ ủy thác tiếp theo, nhiệm vụ sẽ tập trung tại khu vực đã chọn. Tức là trước một ngày các bạn có thể chọn là ngày mai nhiệm vụ ủy thác sẽ tập trung tại Lizue hay là Mondstadt. Theo các bạn thì các bạn sẽ chọn ở Mondstadt hay là Lizue. Các bạn cảm thấy là làm ở Mondstadt sướng hơn hay là làm ở Lizue sướng hơn? Ở đâu thì chúng ta phải chạy nhiều hơn nhỉ? Câu hỏi tiếp theo, có thể trồng rau, trồng hoa ở trong ấm trần ca không? Câu trả lời, nhóm phát triển đang chuẩn bị tính năng tương ứng rồi. Các bạn hãy theo dõi chương trình xem trước đặc biệt nhé. Câu hỏi tiếp theo, có thể tăng sức chứa giới hạn của ấm trần ca không? Câu trả lời, trong phiên bản 1.6 thì nhóm phát triển đã tăng sức chứa của ấm trần ca. Tuy nhiên thì các bạn cũng thấy là chưa đủ đúng không? Thì trong phiên bản tiếp theo, dự kiến sẽ được tối ưu hóa sức chứa của ấm trần ca, sẽ giảm tải một cách thích hợp đối với đồ trang trí được đặt nhiều lần. Câu hỏi tiếp theo, trong game có thể thêm biểu tượng cảm xúc hay không? Câu trả lời, kế hoạch thêm biểu tượng cảm xúc trong phiên bản tiếp theo đã được xác nhận. Biểu cảm hồi thoại sẽ được thêm từ 2 cho đến 6 hình, hình của Paimon. Khi nhà lữ hành và bạn bè trò chuyện, có thể thêm biểu cảm thú vị hơn nữa để sử dụng. Ôi, cái này có vẻ là hay đấy. Mình thì mình thích thêm thông thạo cơ, thông thạo 6 cơ, khoe với bạn bè nó mới hay. Kiểu như là chúng ta có cái biểu cảm vượt la hoàn tầng 12-3 hoặc là vượt la hoàn trong bao nhiêu giây đấy. Câu hỏi tiếp theo và cũng là câu hỏi cuối cùng luôn. Tại sao Kazuha của tôi không được hưởng hiệu quả búp tinh thông đến từ sục râu? Câu trả lời, vì để tránh xuất hiện vấn đề cộng dồn vô hạn trong game, đối với hiệu quả nhận được thuộc tính khác dựa trên tỷ lệ nhất định của một thuộc tính nào đó, sẽ không dùng để tính toán để chuyển đổi tăng tỷ lệ cùng loại khác. Cái phần này thì nó sẽ giải thích hơi dài dòng, mình sẽ xuống cái phần dưới nó gọn hơn nhé. Ví dụ này, trong đội hình hiện tại, tinh thông nguyên tố của Kazuha là 100, tinh thông nguyên tố của sục râu cũng là 100. Sục râu thi triển thiên phú trước giúp Kazuha nhận 20 điểm tinh thông nguyên tố. Như vậy thì tinh thông nguyên tố của Kazuha là 120 sau khi Kazuha kích hoạt phản ứng khuếch tán và kích hoạt hiệu quả thiên phú của Kazuha, khiến anh nhận thêm 4% sát thương nguyên tố chứ không phải 4,8%. Như vậy thì các bạn có thể hiểu là Kazuha vẫn nhận thêm 20 điểm tinh thông nguyên tố của sục râu, nhưng mà cả 20 điểm đấy nó không tính vào cái thiên phú của Kazuha, tức là 20 cái điểm tinh thông tăng thêm này sẽ không được tính vào để tăng sát thương nguyên tố cho đồng đội. Theo mình thì cái việc này đặt ra là để tránh cái trường hợp đó là hai cái nhân vật có tính năng giống nhau. Ví dụ là một nhân vật nào khác cũng có cái tính năng là búp tinh thông cho đồng đội dựa vào tinh thông của mình, giống như sục râu. Như vậy thì hai nhân vật này cứ khuếch tán là búp tinh thông cho nhau một cách vô hạn. Đấy, các bạn hiểu không? Thì cái này đặt ra là để tránh cái trường hợp như thế. Và đây cũng chính là nội dung cuối cùng cho cái video của ngày hôm nay. Mình sẽ để lại hai cái đường link về sự kiện cũng như là cái buổi tọa đàm với nhóm phát triển để cho mọi người dễ theo dõi chi tiết hơn nhá. Video của mình đến đây là kết thúc. Đừng quên để lại một like, một đăng ký để ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye!